Kính thưa quý khán thính giả, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 4 tháng 4 đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại về bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên đối với ông Cụ Huy Hà Vũ với cáo buộc ông này tuyên truyền chống chính phủ. Quyền phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Mark Turner cho rằng phía Mỹ quan ngại về quy trình xử án cũng như việc tiếp tục giam giữ một số người muốn theo dõi phiên xử phía bộ ngoại giao hoa kỳ cũng cho rằng việc việt nam kết án ông cụ huy hà vũ đã đi ngược lại tuyên bố phổ quát về nhân quyền điều đó khiến hoa kỳ phải đặt ra những nghi vấn về cam kết thực thi phát trị và cải cách mà chính quyền việt nam đưa ra hoa kỳ cũng lên tiếng kêu gọi việt nam trả tự do ngay lập tức cho ông cụ huy hà vũ và những tù nhân chính trị khác ở việt nam đáp lại các quan ngại của Washington, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vụ xử án tiến sĩ Hà Vũ là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga hôm thứ Ba đưa ra lời tuyên bố này từ Hà Nội. Bà Nga nói thêm rằng ở Việt Nam không có ai được gọi là người tù lương tâm. Theo bà Nguyễn Phương Nga, Việt Nam đã theo đúng các quy định của luật pháp Việt Nam và quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trong vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ cùng với Hoa Kỳ. Các tổ chức binh vật cho nhân quyền trên thế giới như Human Rights Watch, Ân xá quốc tế, tổ chức phóng viên không biên giới cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ân xá quốc tế cho rằng tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là một tù nhân lương tâm nên chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Theo ân xá quốc tế, phiên xử ông Cụ Huy Hà Vũ là một phiên tài giả hiệu khi mà quyền bào chữa và căn cứ giả định vô tội hoàn toàn bị bỏ qua giám đốc khu vực châu Á của ân xá quốc tế Guest, cho rằng chính quyền Việt Nam lạm dụng hệ thống tư pháp đặt bất cứ ai bất đồng chính kiến với nhà nước ra ngoài vòng pháp luật. các tổ chức binh vật nhân quyền trên thế giới cho rằng chính quyền Việt Nam cần phải lắng nghe kêu gọi của cộng đồng quốc tế ngưng biện pháp đàn áp, bỏ tù những nhà đấu tranh bất bạo động trong nước. trong khi đó tin từ Hà Nội cho hay công an vừa bắt giữ thêm hai nhà bất đồng chính kiến khác là các ông Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn hai nhà trí thức trẻ này đều bị bắt hôm thứ hai 4 tháng 4 khi họ có mặt bên ngoài tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khi diễn ra phiên xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ông Phạm Hồng Sơn là một bác sĩ từng bị bắt hồi năm 2002 chỉ ít tuần sau khi ông dịch tài liệu dân chủ là gì từ trang mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sau đó ông bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế. Ông Lê Quốc Quân là một luật sư và cũng từng bị giam tù 4 tháng hồi năm 2007 vì bị cáo buộc tham gia vào những hoạt động nhằm lập đổ chính quyền. Ông bị bắt sau khi tham gia khóa học 5 tháng tại một viện nghiên cứu dân chủ ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đại Á Châu Tự Do có tường thuật chi tiết về phiên tòa, xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng như diễn tiến của các vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hùng Sơn tại trang web www.rfa.com.